Giữa thanh thiên bạch nhật, hung thủ cải trang như một ninja, đột nhập vào nhà nạn nhân cướp tài sản và đã ra tay sát hại chủ nhà khi bị phát hiện. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào năm 2013 tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã gây căm phẫn bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân và làm xáo trộn an ninh trật tự tại địa phương. Lực lượng công an đã vào cuộc truy lùng thủ phạm để bắt hắn phải trả giá như thế nào. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình hôm nay. Chiều muộn, những người dân tại xóm Hiệp Đồng, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang tất bật chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình. Mọi khi vào giờ này, bà Ký, mẹ chồng chị Hằng hay ngồi trước cửa chờ con cháu về ăn cơm. Chị Hằng gọi mãi, vẫn không thấy bà ra mở cửa. Hé mắt qua cửa sổ, trong nhà tiếng tivi vẫn bật, quạt vẫn chạy. Bỗng chị Hằng hoảng hốt khi thấy mẹ chồng nằm bất động, nghĩ bà Ký bị cảm nên ngã. Chị vội vàng gọi chồng là anh Cường vào đến trong nhà. Anh chị Cường bàng hoàng phát hiện ra bà Ký đã tử vong. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ làm sao ạ? Mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Đồ đạc của gia đình bị cày tung, toàn bộ tài sản tích góp bị biến mất. Anh Cường vội vàng hô hoán hàng xóm và báo cáo sự việc với cơ quan công an. Sự việc xảy ra quá bất ngờ với vợ chồng anh Cường, bởi vừa buổi trưa, do vợ con đi du lịch đã 3 ngày, ở nhà chỉ có bà Ký. Hai mẹ con còn chuyện trò, hẹn chiều nay đón mẹ con chị Hằng về, rồi cả nhà cùng đi ăn. Sau bữa cơm trưa, anh Cường đến cơ quan làm việc, trong khi mẹ anh còn chuẩn bị đi ngủ. Chỉ mấy tiếng đồng hồ, bà Ký mẹ anh đã bị giết hại, khiến cho anh Cường và gia đình vô cùng đau đớn. Cái chết của bà Nguyễn Thị Ký, sinh năm 1946, làm cho những người dân xóm Hiệp Đồng hoang mang và bất bình. Họ bàn tán xôn xao trước cái chết của bà Ký. Vốn là người hiền lành, bà Ký không có mâu thuẫn với ai, cũng chẳng nợ nần tiền bạc, vì bà suốt ngày ở nhà lo trông nom nhà cửa, con cái cho vợ chồng anh Cường. Không biết vì sao bà lại bị giết hại một cách dã man như vậy. Thông tin về cái chết của bà Nguyễn Thị Ký được báo lên chính quyền địa phương và công an huyện Phổ Yên. Nhận được tin báo, công an huyện Phổ Yên đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên để cùng phối hợp triển khai. Sau khi nhận được thông tin từ cơ sở, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công an tỉnh, cơ quan cảnh sát điều tra đã triển khai lực lượng, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương, khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ. Theo thông tin khám nghiệm hiện trường ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, bà Ký chết trong tình trạng nằm nghiêng ngay tại phòng khách tầng 1 của ngôi nhà. Ngay gần đó, tài sản trong túi tiền bị lấy mất. Đằng sau ngôi nhà, cơ quan điều tra thu được một xà beng và một chai gỗ cùng một vài dấu vết hung thủ để lại. Qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Ký bị đối tượng dùng vật cứng đập vào gáy, vào cổ dẫn đến tử vong. Kiểm tra tài sản thì phát hiện toàn bộ tài sản bao gồm 110 triệu đồng cùng 2 cây vàng và một số dây chuyền vàng Tây đã bị mất. Sau khi công tác khám nghiệm tại hiện trường hoàn tất, cơ quan điều tra khẳng định đây là một vụ án mạng giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của đối tượng thể hiện tính hung hãn cao độ, quyết tâm tước đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng. Xác định tính nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo quyết tâm tìm ra thủ phạm một cách sớm nhất để ổn định tình hình. Cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai các phương án truy tìm manh mối và hung thủ. Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an tỉnh Thái Nguyên với quyết tâm cao đã huy động thêm nhiều lực lượng từ tỉnh đến xã, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp điều tra truy xét, truy tìm hung thủ. Cơ quan điều tra thành lập nhiều tổ công tác, hướng đến nhiều mũi điều tra, bắt đầu tìm hiểu xung quanh những mối quan hệ của nạn nhân và gia đình cho thấy bà Ký là người hiền lành, không mâu thuẫn với bà con làng xóm.
con trai bà là anh Cường, giám đốc công ty tư nhân chuyên về điện cơ khí. Vợ chồng anh Cường cũng không có mâu thuẫn hay xích mích với ai. Cuộc sống gia đình anh tương đối đầy đủ. Như vậy phải chăng hung thủ đột nhập vào chỉ nhằm để cướp tài sản của gia đình? Các hướng điều tra tập trung vào đối tượng giết người nhằm cướp tài sản. Tại sao hung thủ đã biết chọn đúng thời điểm cả nhà đi vắng, chỉ còn bà Ký ở nhà để ra tay? Phải chăng hung thủ là người quen hoặc nắm rất rõ quy luật sinh hoạt của gia đình anh Cường? Ngôi nhà của gia đình nạn nhân nằm ở khu vực có mật độ dân cư rất đông đúc. Hơn nữa được trang bị hệ thống cửa sắt, hàng rào kiên cố. Phía sau nhà được xây bức tường cao. Để đột nhập được vào bên trong ngôi nhà là vô cùng khó khăn. Trên cơ sở hiện trường và những thông tin thu thập ban đầu, các điều tra viên nhận định đối tượng phải là người thông thuộc địa bàn nơi nạn nhân sinh sống và các địa bàn lân cận. Vì vậy, những đối tượng có tiền án tiền sự, thanh niên chơi bời lêu lỏng trên địa bàn và các vùng lân cận đều được cơ quan điều tra rà soát kỹ lưỡng ngay từ đầu. Nhiều tổ công tác cùng tiến hành điều tra những đối tượng nghiện hút mới ra tù, những đối tượng nghi vấn từ tỉnh ngoài đến làm ăn tại địa phương. Công tác điều tra từ mọi hướng được tiến hành khẩn trương chặt chẽ. Cùng với đó, một tổ trinh sát đi khắp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc nhằm xác minh và đón lõng đối tượng đi tiêu thụ tang vật. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, bóng dáng đối tượng vẫn biệt tăm. Quả là khó khăn cho cơ quan điều tra, bởi hiện trường bị xáo trộn sau khi gia đình nạn nhân phát hiện, nên chưa tìm ra các dấu vết hung thủ để lại hiện trường. Điều tra từ quần chúng nhân dân cũng không có nhân chứng nào phát hiện sự việc bất thường trước khi xảy ra vụ án. Hung thủ giết người không những quá tàn bạo mà còn rất xảo quyệt, không để lại dấu vết, dù là dấu vân tay trên vật chứng tại hiện trường. Rất nhiều giả thiết được đặt ra như thách thức các trinh sát trong cuộc truy tìm tội phạm. Trắng đêm tại phòng làm việc của thủ trưởng chuyên án, thông tin từ các hướng điều tra được đưa về. Chiếc điện thoại liên tục đổ chuông đón nhận các thông tin mới. Mặc dù đã rà soát rất kỹ, nhưng dường như hung thủ đã kịp cao chạy xa bay. Vụ án đã có lúc rơi vào bế tắc. Nhưng sức ép từ quần chúng nhân dân rất lớn về vụ án, đặc biệt nghiêm trọng chưa từng xảy ra ở nơi đây, như chạy đua với thời gian. Với quyết tâm cao độ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên không ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm lên đường theo những thông tin dù là nhỏ nhất. Vụ án đang trong lúc rơi vào ngõ cụt, thì trinh sát đã tìm được một nhân chứng cung cấp thông tin quan trọng. Vào hôm bà Ký bị giết, người này đi qua nhà nạn nhân và có nhìn thấy một người thanh niên bịt kín mặt hay mình ra. Dáng người cao gầy, đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ đi từ phía sau nhà em Cường, rồi bình thản đi bộ nhìn ngó nhiều lần. Phần vì bận công việc, phần vì giữa ban ngày ban mặt, nên người này không nghĩ hắn là cướp. Thông tin quan trọng này khiến cơ quan điều tra một lần nữa tập trung rà soát lại số đối tượng tình nghi có hình dáng giống như nhân chứng mô tả. Qua đó, thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Trọng Quỳnh, sinh năm 1990, là hàng xóm sinh sống chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 100m. Quỳnh là thành phần lêu lỏng, cờ bạc, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, ngay trong đêm xảy ra án mạng, cơ quan điều tra cũng đã vào nhà mời đối tượng này lên làm việc, thì lúc đó Quỳnh không có nhà. Sau khi nhận được điện thoại của người nhà, Quỳnh đã chủ động lên gặp cơ quan công an và bình tĩnh trình bày rất hợp lý về việc sử dụng thời gian và thời điểm xảy ra vụ án mạng, như đi ra khỏi nhà lúc mấy giờ, gặp ai, làm gì để làm bằng chứng ngoại phạm. Qua lời khai ban đầu, thấy không có gì đặc biệt, cơ quan điều tra cho Quỳnh về. Cuộc họp khẩn cấp nhằm điều tra xác minh sâu hơn về đối tượng Nguyễn Trọng Quỳnh diễn ra. Ban chuyên án đã điều các tổ trinh sát, điều tra viên một mặt theo dõi hoạt động của Quỳnh, mở rộng điều tra những sinh hoạt, mối quan hệ của đối tượng này. Mặt khác, đi xác minh những bằng chứng ngoại phạm mà Quỳnh đã từng khai trước cơ quan điều tra. Qua công tác điều tra cho thấy, Quỳnh mặc dù đã có vợ con, nhưng Quỳnh là người lười lao động, chỉ ham mê cờ bạc và tụ tập với đám bạn xấu. Thời gian trước đây, do nợ nần vì cờ bạc, Quỳnh đã phải đặt xe máy lấy một số tiền. Nhưng gần đây lại thấy Quỳnh đã chuộc được xe về và tụ tập ăn chơi với đám bạn. Đặc biệt, những thông tin Quỳnh khai ban đầu với cơ quan điều tra đều không hợp lý. Sau khi củng cố thêm tài liệu và chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trọng Quỳnh chính là nghi can số 1 gây ra vụ cướp của giết người táo tợn
vào ngày 3 tháng 7 năm 2013, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Quỳnh khi đối tượng này đang có dấu hiệu bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Quỳnh không hiểu tại sao mình bị bắt, bởi lần trước lên làm việc với cơ quan điều tra, Quỳnh đã khai rất rành rõ, chi tiết các bằng chứng ngoại phạm của mình và đã được ra về. Không lẽ gì bị bắt lại? Đối diện với cán bộ điều tra, Quỳnh lì lợm nhất định không nhận tội. Dáng người nhỏ nhỏ, khuôn mặt với quay hàm bạnh ra, đối tượng tỏ thái độ bất hợp tác. Tuy nhiên, trước thái độ cứng rắn và những kinh nghiệm đối với những tội phạm cứng đầu, trước những bằng chứng không thể chối cãi với những cái gọi là bằng chứng ngoại phạm của y đã bị lật tẩy, cuối cùng Nguyễn Trọng Quỳnh đã phải cúi đầu nhận tội. Khoảng trưa chiều ngày 30 tháng 6 năm 2013, Nguyễn Trọng Quỳnh ngủ dậy, do xe máy bị cắm ở hiệu cầm đồ, nợ đến ngày trả mà không biết lấy đâu ra tiền, Quỳnh nảy sinh ý đồ đi trộm cắp tài sản. Quanh xóm chỉ có nhà anh Cường là khá giả, vợ con anh đã đi du lịch mấy ngày nay, chỉ còn bà Nguyễn Thị Ký, mẹ anh Cường ở nhà. Quỳnh lập tức lên kế hoạch đột nhập vào nhà anh Cường để trộm cắp tài sản. Đội mũ lưới chai sùm sụp rồi đeo ba lô, đi bộ sẽ vào đường gần nhà anh Cường. Khi đến tường rào bằng sắt phía sau nhà anh Cường, quan sát không thấy có người qua lại, rồi đột nhập vào nhà anh Cường. Thấy cửa sau nhà hé mở, Quỳnh đi vào trong nhà. Tại gian nhà có mấy chiếc xe dừng gần nhau, chìa khóa vẫn cắm ở tủ khóa. Hắn mở cốp xe lấy ví ra hiệu, bên trong có khoảng 150.000 đồng tiền lẻ, rồi cho vào ba lô. Quỳnh tiếp tục qua cửa lách vào phòng tầng 1, thì thấy bà Ký ngồi ở ghế ngoài phòng khách nhìn ra đường. Quỳnh lẻn qua cửa lên tầng 2 và tầng 3 lục soát, lấy được một chiếc điện thoại di động Nokia 1202. Sau đó Quỳnh quay xuống tầng 1, phát hiện chiếc két sắt ở dưới gầm cầu thang phía sau tủ phòng khách. Quỳnh liền dùng dao dựa cậy cửa két sắt nhưng không được. Hắn quay xuống bếp lấy một chai gỗ, rồi dùng chai đóng vào dao tiếp tục cậy cửa két sắt. Lúc này nghe tiếng động, bà Ký đi về phía gầm cầu thang. Quỳnh núp vào phía sau tủ. Khi bà Ký đi vào kiểm tra không phát hiện, lại quay ra phòng khách, thì Quỳnh đi từ phía sau dùng sống dao chém vào gáy, vai, cổ bà Ký. Đến lúc thấy bà Ký đã bất tỉnh, Quỳnh lại tiếp tục vào gầm cầu thang phá két nhưng không được. Hắn đi ra sau nhà tìm và lấy chiếc xà beng, dùng đầu nhọn xà beng phá két sắt. Sau khi phá được cửa két sắt, Quỳnh lục soát và lấy đi toàn bộ số tài sản trong két. Tiền và vàng cướp được hắn cho vào ba lô, rồi đi ra cửa sắt phía sau nhà anh Cường. Quan sát không có ai, liền nhảy ra đường bê tông rồi đi ra quốc lộ 3. Sau khi cướp được tài sản, Quỳnh đi taxi đến hiệu cầm đồ để chuộc xe máy hết 8 triệu đồng. Sau đó, hắn đến nhà bạn, dù bạn đi mua quần áo, rồi đi ăn chơi như không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Quỳnh thuê một phòng trọ để cất giấu số tiền và số vàng cướp được cùng với phương tiện, công cụ gây án, rồi khóa cửa đi về nhà ngủ. Sáng ngày 1 tháng 7 năm 2013, Quỳnh đi xe xuống phòng trọ đã thuê, lấy số tiền vàng cho vào cốp xe và lấy ba lô, đựng quần áo, mũ, giày găng tay, khẩu trang, dao, cùng chiếc điện thoại Nokia 1202, chiếc ví da mang đi vứt rải rác để phi tang từ đoạn dọc đường khối Đại Thịnh, thị trấn Ba Bông ra bãi Nghĩa Trang trên đường quốc lộ mới. Còn số vàng cùng tiền mặt là 85.301.000 đồng, Quỳnh cho vào túi ni lông mang về nhà cất tại góc bếp. Ngày 3 tháng 7 năm 2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Quỳnh về tội danh giết người cướp tài sản. Với tội ác mà Quỳnh đã gây ra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đề nghị hội đồng xét xử mức hình phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Trọng Quỳnh. Mồ côi cha là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em. Đáng lẽ ra, Quỳnh phải là chỗ dựa cho mẹ và các chị em mình khi cuộc sống khó khăn vất vả. Nhưng hắn đã bất chấp tất cả để lao vào những cuộc chơi vô bổ với máu đỏ đen. Đến nỗi người vợ của Quỳnh cũng không chịu nổi, phải ôm con về nhà mẹ. Quỳnh bất chấp tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng biến mình thành kẻ sát nhân chỉ để phục vụ thói ăn chơi của mình. Đã một lần nhúng chàm, nhưng dường như con ma cờ bạc đã thấm sâu trong máu.
khiến hắn trở thành một tên cướp chuyên nghiệp. Lập kế hoạch, hắn đã hóa trang biến mình thành một ninja để thực hiện hành vi trộm cướp, chuẩn bị mọi chứng cứ để chứng minh mình ngoại phạm. Bình tĩnh trước cơ quan pháp luật và lạnh lùng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân ngay gần nhà mình.